AFC Futsal Asian Cup QS 2022, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Xin kính chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của AFC Futsal Asian Cup 2022 bằng lượt đấu cuối cùng của hai đại diện còn lại tại bảng B là Uzbekistan và Bahrain. Chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của Uzbekistan với những cái tên quen thuộc là thủ thành Rustam Umarov mã áo số 1, số 3, Adilov số 5, Zuraev số 7, Rakhmatov và số 9 là Tulkinov. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Uzbekistan là ông Akhmedov Bakhodir. Đây sẽ là những người điều hành trận đấu này, trong đó thì có sự hiện diện của một vị trọng tài đến từ Việt Nam, đó là ông Trương Quốc Dũng. Ngày hôm nay thì ông Trương Quốc Dũng sẽ là một trong bốn trọng tài của trận đấu này, và trọng tài bắt chính là ông Asa Abdul Hussein, người Kuwait, một trọng tài của nước chủ nhà. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Bahrain, những lựa chọn của huấn luyện viên Marcelino da Silva, đó là thủ thành mang áo số 13 Saed Mahfouz. Những cái tên còn lại là số 4 Fala, số 6 Ama Ali, số 8 Mohamed Ansandi và số 12 là Salman Muhammad. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Trận đấu đầu tiên thì Uzbekistan với bộ trang phục màu xanh dương sẽ trấn giữ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị. Trong khi đó thì đối thủ của họ Bahrain ngày hôm nay sẽ ra sân với bộ trang phục toàn trắng. Trận đấu không còn ý nghĩa cho sự cạnh tranh nữa. Bahrain sẽ có trận đấu này để thay lời chia tay bằng một màn trình diễn ấn tượng dành cho người hâm mộ của mình. Chúng ta đã chơi một trận đấu quả cảm, hợp lý, thể hiện được tinh thần. Và đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho Uzbekistan. Nỗ lực cá nhân của số 9 Tulkinov. Tulkinov một mình dẫn bóng từ giữa sân và vượt qua các cầu thủ Bahrain trước khi dứt điểm để chọc thủng lưới thủ thành Mohamed Saed Abbas Mohamed. Điều chuyển vượt tuyến, không thể vượt qua được Fala. Rất tốt Saleh. Điều chuyển khá hợp lý để dứt điểm. Rất đáng tiếc dành cho đội tuyển Futsal Bahrain. Ali Abdullah là người đã không thể có một cú đá tốt sau tình huống dàn xếp rất hay. Hassan Ali che chắn rất tốt. Hassan Ali coi bóng chạm cột dọc, quá thiếu may mắn dành cho các cầu thủ Bahrain. Hassan Ali đã có một tình huống xử lý cá nhân cực kỳ ấn tượng, nhưng thật may mắn đã từ chối pha làm bàn của số 6. Đã hoàn toàn đánh bại được thủ môn của đối phương. Trước đó là một nỗ lực đi bóng. Ansandi bị bắt bay. Đây là cơ hội cho Uzbekistan. Rakhmatov chích mũi đã không thể vượt qua được số 3. Người đã lui về bọc lót, đó là Ahmed Anta. Lui về sẵn sàng cho một tình huống cản phá. Dứt điểm. Lại là tình huống nguy hiểm được tung ra bởi số 12, đó là Salman Muhammad. Usmanov là người đã không thể theo kịp tình huống lên bóng vừa rồi của Salman. Saed xử lý thiếu an toàn và đây là cơ hội 2-0 cho Uzbekistan. Sai lầm của thủ thành Saed Mahfouz đã bị trừng phạt. Một pha xử lý bối rối thôi. Uzbekistan thực hiện cú đá đơn giản. Usmanov là người đã lập công. Tỷ số được nhân đôi rồi. 2-0 cho Uzbekistan. Da Silva đang phải đối mặt với khó khăn và đây là bàn thắng thứ 3 sau sai lầm một lần nữa. Họ nỗ lực chơi power play đến từ Bahrain. Tình huống diễn ra với tốc độ rất cao. Khi mà chúng ta được quay trở lại với diễn biến của trận đấu thì đó đã là tình huống cướp bóng đến từ Uzbekistan. Lần này thì người mắc sai lầm là thủ thành Yusuf Saleh. Điều chuyển thẳng vào chân của đối thủ. Sút ngay. Cú đá quá uy lực đến từ Fakhridinov. Cầu thủ sinh năm 2002 và là cái tên trẻ trung nhất trong đơn đăng ký thi đấu ngày hôm nay của Uzbekistan.
Đây đã là bàn thắng thứ hai ở giải đấu năm nay đến từ Fakhri Dinov. Cú đá đơn giản là tạc tượng thủ thành đối phương. Qua người tốt Nisonov. Đây là cơ hội tuyệt vời. Mọi thứ được dàn xếp chuẩn bài và đơn giản. Bàn thắng đến với Uzbekistan như thế đã được lập trình. Người đã viết cốt là Nisonov cùng với Tunkinov ở trong tình huống này. Những dòng cốt hoàn hảo và không hề có bất kỳ bất nào, không một lỗi nào cả. Công thức được lập trình hoàn hảo và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu mà thôi. Cú đá ngay. Thủ môn của Bà Rành choáng váng. Choáng váng bởi cú đá của đối thủ. Và có lẽ là ở mặt tinh thần thì thủ thành Yusuf Saleh cũng đã thực sự choáng váng trước màn trình diễn của Uzbekistan, đặc biệt ở hiệp 2. Người đã thử thách Saleh đó là Ansadi. Hợp lý, nhưng không có bàn thắng dành cho Bà Rành, mặc dù họ đã dàn xếp rất hay. Pha phối hợp chuẩn bài. Rakhmatov. Đường truyền quá hợp lý. Tưởng chừng như đó là một cú đá, nhưng nó trở thành một đường truyền gọn gàng để cho Usmonov nâng tỷ số lên thành 6-0. Đây là khoảng thời gian mà Uzbekistan đang tích lũy thêm chỉ số. Với mỗi cá nhân bên phía đại diện của Trung Á thì có lẽ là họ cũng muốn có cho mình những khoảnh khắc tại vòng chung kết FC Futsal Asian Cup 2022. Phala chuyên. Cú đá đã bị chặn lại. Đó là cú dứt điểm đến từ Ahmed Anta. Áo thủ môn số 7 Ali đang là người áo thủ môn. Hợp lý. Dứt điểm và đã có bàn thắng đầu tiên cho Bahrain ở trong trận đấu ngày hôm nay. Ahmad Hassan Ali là người đã ghi bàn sau một tình huống xoay trở và dứt điểm. Đường truyền táo bạo đã được tạo ra. Vào thẳng trung lộ. Cú đá không vượt qua thủ môn đối phương. Thậm chí là có cơ hội dành cho đội tuyển Uzbekistan. Như vậy là mọi thứ đã khép lại mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tỷ số chung cuộc 6-1 nghiêng về phía Uzbekistan. Đến đây thì buổi bình luận của FPT Play dành cho trận đấu giữa Uzbekistan và Bahrain cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.